Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc công ty giáo dục. Ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Kim Quyên, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục GINJU về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11 năm 2023, Quyên về Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục GINGU do Quyên làm giám đốc. Địa chỉ hoạt động tại khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngành nghề kinh doanh gồm đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, cung ứng lao động tạm thời. Bản thân Quyên biết công ty GINGU chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động với ngành nghề đã đăng ký và bản thân không có khả năng thực hiện các thủ tục. Hồ sơ cấp visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, bảo lãnh người thân, đăng ký kết hôn nhưng vẫn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Quyền đã đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp với cam kết trong thời hạn 4 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc, lao động. Từ đó các khách hàng tin tưởng đưa cho Quyên tổng tiền cọc gần 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quyên không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục GINGU cũng ngưng hoạt động nên các khách hàng tố cáo Quyên đến cơ quan công an. Vụ việc đang được công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng.